Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, Indonesia đã trải qua hai trận đấu giao hữu sau bao ngày mong đợi của cả Liên đoàn bóng đá nước này, cũng như là ban huấn luyện và người hâm mộ xứ sở vạn đảo. Truyền thông Indonesia cho rằng đây là trận đấu lịch sử với bóng đá Indonesia bởi đội tuyển nước này đã không thi đấu suốt một năm qua. Tờ Indosport cho rằng là các đội tuyển của Indonesia, bao gồm cả U22 và đội tuyển quốc gia, đang có những bước tiến bộ nhất định và có thể soán ngôi của đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là khi giải vô địch quốc gia Indonesia đã hoãn một năm qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang tìm mọi cách để xây dựng lại đội U22 Indonesia và đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong. Trong thời gian qua, đội U22 Indonesia đã tập trung ngắn hạn và có một vài trận giao hữu khá tốt. Điều đó khiến cho báo giới Indonesia tỏ ra vô cùng lạc quan về sức mạnh của đội nhà. Thậm chí tờ Indosport còn cho rằng là các đội tuyển của Indonesia đang có bước tiến bộ nhất định và có thể soán ngôi đội tuyển Việt Nam. Tờ báo này bình luận rằng, như đã biết là Liên đoàn bóng đá Indonesia đã đặt ra mục tiêu rằng các đội tuyển Indonesia sẽ phải soán ngôi đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup cũng như là ở SEA Games. Giải vô địch quốc gia Indonesia được kỳ vọng là sẽ trở lại vào tháng 6 và đó cũng là tín hiệu vui. Sau khi sa thải huấn luyện viên Simon McManamy, đội tuyển Indonesia đã bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022 và tụt xuống vị trí thứ 173 trên thế giới. Huấn luyện viên Shin Tae-yong chính là người có thể vực dậy nền bóng đá Indonesia. Thông qua nhiều phương pháp huấn luyện khác nhau và tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu, huấn luyện viên Shin Tae-yong được kỳ vọng là sẽ đánh thức tiềm năng của đội tuyển Indonesia. Minh chứng rõ nhất là việc U19 Indonesia từng thi đấu thành công trong chuyến tập huấn ở Croatia. Chiến lược gia người Hàn Quốc rất vui mừng khi mà những nỗ lực của mình bắt đầu đã có thành quả. Mới đây thì đội U22 Indonesia cũng đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước câu lạc bộ Bali United ở trong trận giao hữu. Vì vậy, trong tương lai, huấn luyện viên Shin Tae-yong hoàn toàn có thể giúp cho đội tuyển Indonesia trở nên đáng sợ hơn. Đây không phải là lần đầu tiên mà báo giới Indonesia đề cao sức mạnh của đội tuyển. Trong bài viết cách đây không lâu thì họ từng tuyên bố rằng nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo rời khỏi đội tuyển Việt Nam thì bóng đá Indonesia sẽ là vua ở khu vực Đông Nam Á. Sau trận thắng của đội U22 Indonesia trước câu lạc bộ Tira Persikabo với tỷ số 2-0, huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội bóng xứ sở vạn đảo đã thừa nhận rằng Indonesia vẫn còn nhược điểm và chưa sẵn sàng cho các trận đấu quốc tế. Đội tuyển Indonesia ngoài việc tham dự SEA Games 31 diễn ra vào cuối năm nay ở tại Việt Nam cũng sẽ là đội hình dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Do Indonesia đã không còn cơ hội để vượt qua vòng loại World Cup, cho nên là huấn luyện viên Shin Tae-yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia đã quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ sử dụng lứa U22 làm nòng cốt ở các trận đấu còn lại thuộc vòng loại World Cup. Mới đây thì đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong vừa có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Tira Persikabo ở trong trận đấu giao hữu đầu tiên kể từ khi vị huấn luyện viên người Hàn Quốc nắm các đội tuyển Indonesia từ hơn một năm nay. Sau trận đấu nói trên thì huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết là vẫn còn rất nhiều điều để khắc phục cho các học trò. Ông Shin Tae-yong nói rằng trận đấu diễn ra không đúng như kỳ vọng của tôi. Các cầu thủ vẫn còn quá căng thẳng trong thời gian bóng lăn. Tôi muốn đội tuyển chơi với nhịp độ nhanh hơn. Mặc dù vậy thì tôi có thể nhận ra rằng các học trò của tôi đang bị căng cứng và vì lo lắng cho nên họ đã không thể hiện được những gì tốt nhất của họ. Hiện tại đội tuyển chưa sẵn sàng cho các giải đấu quốc tế. Chưa hài lòng với những gì các cầu thủ Indonesia thể hiện, thế nhưng huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn động viên các học trò rằng dù sao đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của tất cả chúng tôi. Tôi mong rằng là tất cả các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn ở trong trận đấu tiếp theo. Cũng ở trận đấu với câu lạc bộ trong nước Tira Persikabo, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã quyết định cất tiền vệ số 1 của bóng đá Indonesia hiện nay, đó là Evan Dimas ở trên khán đài. Cầu thủ này chính là người đã va chạm với Văn Hậu ở trong trận chung kết SEA Games 2019 tại Philippines, dẫn đến chấn thương. Ông Shin Tae-yong giải thích rằng Evan Dimas bị chấn thương, nhưng theo suy đoán của truyền thông xứ sở vạn đảo, thì vị huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn dành cơ hội tối đa cho các cầu thủ trẻ. Chỉ ít ngày sau chiến thắng trước Tira Persikabo, Indonesia gặp thử thách lớn hơn, đó là nhà vô địch của giải vô địch quốc gia Indonesia là câu lạc bộ Bali United. Đội bóng này nằm cùng bảng với Hà Nội FC ở AFC Cup 2021 và được coi là câu lạc bộ mạnh nhất hiện nay của đất nước xứ sở vạn đảo. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã chứng minh hiệu quả trong quãng thời gian tập trung vừa qua khi mà thi đấu vượt trội, kiểm soát toàn bộ trận đấu. Trong hiệp 1 thì đội bóng này đã dẫn trước nhờ công của Yudo sau quả tạt vào của Osvaldo Hay.
Sang đến hiệp 2, Bali United đã thay đổi toàn bộ đội hình mới, khiến cho thế trận càng trở nên dễ dàng cho Indonesia. Họ ghi thêm 2 bàn nữa do công của Coco Ari và Osvaldo Hai. Về cuối trận thì Bali United ghi được một bàn thắng danh dự do công của Lerby. Dù trận đấu trước, Indonesia cũng giành thắng lợi, thế nhưng rõ ràng rất nhiều mặt đã được Indonesia cải thiện ở cuộc đối đầu với Bali United này. Từ thể lực đến kỹ chiến thuật được nâng lên tầm cao mới, điều đó khiến cho huấn luyện viên Shin Tae-yong phần nào hài lòng với quá trình tập luyện của đội. Ở đợt tập huấn này, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã gọi thêm những cầu thủ dưới 23 tuổi nhằm mục đích là kiểm tra, rèn giũa, tăng cường kinh nghiệm và hướng đến mục tiêu là SEA Games 31 vào cuối năm nay. Liên đoàn bóng đá Indonesia muốn ông Shin Tae-yong phải thay đổi màu huy chương sau khi để thua U22 Việt Nam ở trận chung kết trước đây tại Philippines. Toàn thắng ở cả hai trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ ở trong nước ít ngày qua, nhưng huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia vẫn chưa hài lòng với các cầu thủ của mình. Sau trận thắng với tỷ số 3-1 trước đây trước câu lạc bộ Bali United, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết rằng các cầu thủ đã có tiến bộ, thế nhưng về tinh thần cũng như là thể lực thì chúng tôi vẫn còn quá nhiều điều cần phải cải thiện. Các học trò của tôi cần phải giữ bóng tốt hơn, đồng thời phải cải thiện khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Những cầu thủ mà tôi đang có đều là tinh hoa của các câu lạc bộ trong nước. Thể lực là yếu tố mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc rất muốn thay đổi nơi đội tuyển Indonesia từ hơn một năm qua, kể từ thời điểm ông Shin Tae-yong nắm đội bóng xứ sở vạn đảo. Tuy nhiên, cho đến giờ, có vẻ như là mọi chuyện vẫn diễn biến chưa như ý vị chiến lược gia từng tham dự vòng chung kết World Cup này. Nhìn sang đội tuyển Việt Nam của đồng hương Park Hang-seo, thì huấn luyện viên Shin Tae-yong có lý do để lo lắng. Bởi thời gian gần đây, thể lực và tinh thần là những yếu tố rất mạnh của các cầu thủ Việt Nam so với mặt bằng bóng đá Đông Nam Á. Các huấn luyện viên người Hàn Quốc thường đặt trọng tâm cải thiện thể lực ở mọi đội bóng mà mình dẫn dắt, cộng thêm việc cải thiện yếu tố tinh thần, bởi đây là điểm mạnh truyền thống của bóng đá xứ Hàn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được điều đó ở đội tuyển Việt Nam, trong khi huấn luyện viên Shin Tae-yong chưa làm được điều tương tự ở đội tuyển Indonesia. Truyền thông trong khu vực cũng bình luận về công việc của huấn luyện viên Shin Tae-yong ở xứ sở vạn đảo trong thời điểm hiện tại. Tờ Siam Sport của Thái Lan viết rằng, huấn luyện viên đội tuyển Indonesia không hài lòng về những mặt kém cỏi của các học trò. Vị huấn luyện viên đang dẫn dắt đội bóng xứ sở vạn đảo tuyên bố với toàn đội rằng tình trạng thể lực của các cầu thủ vẫn có vấn đề và cần phải được điều chỉnh. Đội hình U23 mà Indonesia vừa mới triệu tập chính là lực lượng chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á và SEA Games 31 vào cuối năm tại Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ tại vòng loại U23 châu Á và SEA Games, lực lượng vừa được triệu tập của U23 Indonesia còn là nòng cốt tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi mà đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ có trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào đầu tháng 6 tới, nơi ông Shin Tae-yong sẽ có trận cầm quân chính thức đầu tiên kể từ khi nắm đội tuyển Indonesia và gặp ngay người đồng hương là huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ Siam Sport của Thái Lan còn thông tin thêm là huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ kiêm nhiệm cả 3 nhiệm vụ ở 3 đội tuyển khác nhau của bóng đá xứ sở vạn đảo, gồm có đội tuyển quốc gia, đội U23 và cả đội U19 Indonesia. Riêng đội tuyển quốc gia Indonesia chuẩn bị tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Như vậy là với sự ôm đồm như vậy, khả năng huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ chỉ tập trung được 1 đến 2 đội tuyển mà thôi, còn mục tiêu của đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup thì xem như là đã bỏ. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.